Tụi em chọn là cái rau gì mà dừa đó. Củ hủ dừa. Củ hủ dừa. Sẽ có câu đố nhỏ đây. Củ hủ dừa là phần nào của cây dừa? Cái ngọn á. Cái đầu ngọn á. Chính xác. Vậy là được tặng hỏi lý điểm. À không, đố cho vui thôi. Bên mình không biết củ hủ dừa thiệt á hả? Dạ biết mà. Biết anh. Nhưng mà biết, Kim nói là củ hủ dừa nằm dưới góc á. Củ hủ dừa nằm dưới góc á. Không, chỗ mà đi lên á. Cái chỗ mà đi lên đầu tiên á. Wow. Từ đầu chương trình tới giờ Kim chưa đúng một lần nào. Tỏi thì nói giả rồi. Xà lách thì nói ăn rồi. Củ hủ dừa là gốc dừa, không lẽ đạo gốc là đang hát. Em với chị dạ cũng không muốn nói gì nữa. Chúng ta rồi. Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội. Con dừa nằm ở đâu? Mình chơi nấu ăn nên không biết luôn. Con dừa nằm ở quận 4. Là nói chồng chị đó. 10 phút để chuẩn bị trọn gói, bắt đầu. Vô. Xào. Xào cái gì? Xào sốt. Làm gì có cái vụ xào sốt ở đây trời. Ủa hồi này lấy cái gì, lấy cái này làm cái gì tay em nhớ không? Anh cắt làm đôi, anh bỏ chỗ này đúng không? Nói chung là cứ cắt mỏng 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 mỏng. Dạ, thưa quý vị, để cho chương trình nó ăn bớt nhàm chán, chúng tôi mời Kim Tú Kiệt hát một bài hát tặng cho người hâm mộ. 2, 3, vô. Yêu được thì cứ yêu đi, cuộc đời dài ngắn mấy khi, duyên nợ cứ đến rồi đi, chân chứ là chân. Ủa ngoài hát em không giúp đỡ được gì hả? Để em làm. Để đây được. Em cứ đổ vào là đổ vào là được. Chưa ra còn thiếu đường nha, thiếu đường đó cho anh. Một muỗng lớn. Một muỗng lớn hả chị? Ờ, đó muỗng kia kìa. Nó bỏ vô đường vậy? Thiếu à. Miếng nữa. Ô, chay em, chay. Nhỏ. Cái gì? Để chút á. Cái gì? Hả? Sợ cháy. Cắt mỏng 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 vậy đi. Lấy cái tô đi. Xong rồi mình đổ này vô đúng không chị? Đúng rồi, rửa cái kia đi. Trời ơi, chế này xớ ra sao ta? Sốt này để đại đi. Rồi mình còn có cái vỏ ốc trang trí nè. Nặng cái mật nó ra nha. Còn mấy cái này có lấy không? Không, mình chỉ lấy cái phần đen này nè. Cắt ra hả? Cái đó cắt sao? Cắt sao cũng được, miễn là mình nhai được là được rồi. Nhai được là được hả? Cắt ngang vậy luôn hả? Đây, thiếu chua, thiếu chanh. Chanh. Chị nghĩ là không chết đâu, em cứ ăn bỏ luôn đi không sao đâu. Rồi cái này, rồi, ô, sao nhìn như cái gì? Này màu vàng không lấy, màu vàng là cái gì đắng á. Cái này nhìn xấu quá, không ăn. Trời ơi, cái đó ngon lắm á. Vậy anh, đi lụm lại. Trời nhớ rồi, bỏ đi. Thôi rửa lại. Có nữa nè. Rồi bây giờ làm gì nữa? Trộn mấy anh, trộn gỏi đi. Trộn vô đây hả? Ốc đó, đúng rồi. Trộn vô đây đúng không? Ê, sao bỏ nhiều vậy? Nè, em lấy bỏ mấy cái này rồi. Trời ơi, ai nói? Hồi nãy ở trên... Không có bỏ nhiều vậy đâu. Ăn không có chết đâu, trời ơi. Để vào 10, đi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Đi, em dắt đi. À, bớt. Rồi, chúng ta bắt đầu đứng dưới đây. Nhìn giống ổ bánh mì quá. Cái gì? Ăn đi Cường. Ok, em sẽ ăn nha. Tôi cũng sẽ thử nè. Hồi nay em ăn thử rồi, nó ngon. Từ từ, bình tĩnh. Đây là nó làm bằng kiểu như là tay của mẹ. Tay của mẹ. Cái gì? Tay của mẹ. Làm bằng tay của mẹ. Không phải dạng món ngon mẹ làm nó phải không? Ồ, đúng rồi. Tay của mẹ. Tay của mẹ. Cùng vị chưa? Cái phần mà mật nó không lấy kỹ nó hơi đắng. Với lại ngọt quá. Em người miền nào? Món ngon mẹ làm, mẹ người miền Tây. Em thấy ngon mà. Wow. Mấy điểm? Thằng đi 10 thì em phải cho 7.5. Wow. 7.5 á. Nó tươi ngon rồi cái sốt nó cũng vừa ăn. Dạ, anh ơi, anh có biết không? Tụi em nó cố gắng kiểu như là sắp xếp kiểu như vậy để giống như là ở nhà ăn á, không phải là cái nhà hàng. Nó dạ. Nhà hàng nó kiểu đúng như rồi, là nó bị công nghiệp lắm. Mình biết mình đang nói gì không cưng? Rồi, 7.5. Là quá hay là rồi, được rồi. Okay. Mời đội bạn thử. Ok. Để mình phải tâm phục khẩu phục. Để nào thua đó người ta mới thử rồi mới tâm phục khẩu phục. Này là chắc là đồng ý thua rồi nè. Cái mặt kìa. Dai. Ốc mình như chân gom mà. Dai là do đầu bếp luôn. Ngon. Gây thù chung quán. Gây thù chung quán quá. Riêng về ốc. Riêng về ốc là luộc đúng. Đúng lửa nha. Đúng lửa. Tính ra em sợ về đội gì dạ lắm luôn. Cái hương vị về xào, sốt xào á, sốt xào sốt sao? Sốt xào, ok. Trời gì vậy? Cái gì vậy?
Trời ơi, đội đối thủ nói gì nói. Rồi, như vậy là đội mình được 7 điểm rưỡi. Dạ. Dạ. Mời qua bên kia. Dạ. Dạ ơi, bớt dạ ơi. Anh không chịu đi luôn. Wow. Ô, này, riêng về trình bày là bên đây đẹp hơn bên kia nha. Dạ đúng ạ. À. Mình thử đi Giang ơi. Thử đi. Ủa, nước chấm đâu? À, cái này cho em làm vừa miệng không cần nước chấm lên. Quy định vậy luôn hả? Mà anh thử đi, thiệt này vừa miệng không cần nước chấm. Ủa, là có nước chấm đó. Có nước chấm đó. Sao anh? Không nói nên lời đó anh Cường. Ủa, wow, bớt diễn xuất lại. Wow, này là sao anh? Tôi chấm 8 điểm. Yeah. Đón xem Bếp Vui Bùng Vĩ lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần chỉ có trên HTV2 V Channel. Một sự kiện âm nhạc không thể bỏ lỡ. Rapid All Star Concert, Live Concert duy nhất ngày 30 tháng 1 năm 2021. Mê ốc cay, thử ngay tương ớt chín xu cay gấp đôi mới. Duy nhất trên VOD tròn vẹn và độc quyền những bí mật siêu hot Hoa hậu Việt Nam 2020.